Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh vừa kết thúc, Dương Mịch nhanh chóng làm việc này để cạnh tranh với đối thủ. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Cáp Nhĩ Tân 1944 do Tần Hạo và Dương Mịch đóng chính, dự kiến lịch lên sóng vào ngày 20 tháng 4 tới, trên hai đài là Đông Phương và Bắc Kinh. Nếu thông tin này được xác thực, Dương Mịch sẽ có dự án cạnh tranh với phim của kỳ phùng địch thủ Triệu Lệ Dĩnh trong năm nay. Được biết, dự án Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh từ lúc lên sóng đến khi kết thúc đã liên tiếp nhận về nhiều thành tích khủng. Có thể nói, đây là dự án củng cố thêm địa vị của cô nàng trên màn ảnh. Chính vì thế, đây cũng là áp lực vô hình dành cho Dương Mịch, phải đạt được thành tích ấn tượng khi phim của cô nàng lên sóng thì mới đấu lại đối thủ. Ngay từ khi tung những hình ảnh hé lộ tạo hình của Dương Mịch trong dự án Cáp Nhĩ Tân 1944, cô nàng đã nhận về nhiều lời khen ngợi vì khá phù hợp với tạo hình cổ điển, tựa như những mỹ nhân thập niên cũ. Không những thế, trong khoảnh khắc hậu trường, Dương Mịch đã có không ít lần phô diễn thần thái, khí chất đặc trưng của nhân vật phản diện Quan Tuyết do mình đảm nhận, khiến khán giả mê mẩn. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến công kích dành cho cô nàng liên quan đến phiên vị. Được biết ở bộ phim này, Dương Mịch sẽ đảm nhận vị trí phim 2 đứng sau Tần Hạo. Nhiều khán giả cho rằng, từ khi rời Gia Hành, không có người chống lưng, nên địa vị của cô nàng ngày càng giảm sút. Dù là đỉnh lưu, nhưng khi chuyển qua đóng chính kịch phải đóng phiên 2 cho sao nam khác. Có ý kiến cho rằng, Tần Hạo là một trong những diễn viên phái thực lực của điện ảnh Hoa ngữ. Anh có vô số tác phẩm thành công và thường xuyên thống trị bảng xếp hạng đu bang. Chính vì thế, Dương Mịch hợp tác cùng một nam diễn viên như thế thì nhận phiên 2 cũng không có gì khó hiểu. Cáp Nhĩ Tân 1944 kể về quá trình làm nhiệm vụ đầy nguy hiểm của chiến sĩ tình báo Tống Trác Văn. Anh được giao nhiệm vụ xâm nhập vào cơ quan đặc vụ Nhật đặt tại Cáp Nhĩ Tân. Nhờ Tống Trác Văn, nhiều đồng đội của anh đã được cứu, kế hoạch của kẻ địch cũng liên tiếp bị ảnh hưởng. Thế nhưng cũng vì điều này, Quan Tuyết đã nghi ngờ và tiến hành các biện pháp nhằm tìm ra nội gián. Rất may là đến cuối cùng, Tống Trác Văn vẫn thoát thân thành công. Vương Nhất Bác lộ ảnh tổ chức đám cưới, danh tính cô dâu không phải ai xa lạ. Truy Phong Giả lên sóng thời gian qua đánh dấu sự trở lại của Vương Nhất Bác trên màn ảnh nhỏ sau thời gian dài tập trung phát triển ở mảng điện ảnh. Ở phim này, Vương Nhất Bác lột xác thực hiện những phân cảnh khó, nặng về tâm lý. Dù diễn xuất được nhận xét có phong độ lên xuống thất thường, nhưng đây cũng là vai diễn khá thành công của anh. Sau Truy Phong Giả, có nguồn tin tiết lộ, một trong những dự án sắp ra mắt của Vương Nhất Bác có lực lượng gìn giữ hòa bình. Mới đây, một bức ảnh trong bộ phim này được lan truyền trên mạng xã hội, ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Bởi đây là hình ảnh về khung cảnh đám cưới. Trong ảnh, Vương Nhất Bác mặc quân phục, đứng cạnh cô dâu diện váy cưới trắng cực kỳ xinh đẹp. Chàng Mỹ Nam có phần hơi ngại ngùng, khiến dân tình cực kỳ thích thú. Mỹ nhân đóng cảnh kết hôn với Vương Nhất Bác ở lực lượng gìn giữ hòa bình là Tôn Y Hàm, sinh năm 1998. Cô từng tham gia vào các bộ phim như Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc, Vườn Sao Băng 2018, Song Kính. Tuy nhiên, một số fan của Vương Nhất Bác lại cho biết, anh chàng không phải chú rể mà chỉ là phù rể. Đây là buổi lễ kết hôn của một đồng đội, nên anh mới đến tham gia. Dù vậy, rất nhiều khán giả vẫn mong ngóng được thấy Vương Nhất Bác làm chú rể trên màn ảnh. Vương Nhất Bác khởi đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ, sở hữu giọng hát và khả năng trình diễn cuốn hút. Anh bén duyên với diễn xuất từ năm 2016, gây chú ý với ngoại hình sáng, từng bị mỉa mai là ông hoàng mặt đơ của Cbiz khi diễn xuất không được đánh giá cao. Vương Nhất Bác chứng minh sự tiến bộ trong diễn xuất qua từng vai diễn khó nhằn về sau. Những tựa phim có sự góp mặt của Vương Nhất Bác bao gồm Trần Tình Lệnh, Hữu Phỉ, Phong Khởi Lạc Dương, Vô Danh, Nhiệt Liệt. Vừa qua, rating Truy Phong Giả do Vương Nhất Bác đóng chính đạt đỉnh ở mức 2,4%, rating trung bình của phim cũng đang ở đà tăng đạt 1,97%, điểm nhiệt EQG cũng đã vượt 10.000 điểm. Bộ phim kể về hành trình gian nan của nam chính Ngụy Nhược Lai, người đàn ông có xuất thân bần hàn làm nên nghiệp lớn. Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh đụng hàng phong cách xanh mát, ai xinh đẹp hơn ai? Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Bạch Lộc xanh mát liệm, tràn đầy sức sống, với bộ váy xanh mát, đầu đội khăn voan. Nhiều khán giả không khỏi phát sốt với nhan sắc trong trẻo, dịu dàng của cô nàng. Đáng chú ý, tạo hình này của Bạch Lộc đụng hàng với Triệu Lệ Dĩnh trước đó. Nhiều khán giả nhận xét, hiếm có dịp hai ngôi sao nổi tiếng đụng hàng từ phong cách đến trang phục như vậy. Cả hai đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp 1910 với tạo hình này. Bên cạnh đó, fan hâm mộ chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc đều có chung stylist là Mẫn Tháp Sa.
nên phong cách trùng nhau là dễ hiểu. Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc đều là tay ngang chuyển hướng sang diễn xuất, họ không được đào tạo diễn xuất bài bản như các ngôi sao khác. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của mình, họ đã vươn lên thành những ngôi sao phim ảnh hàng đầu Hoa ngữ. Tuy nhiên, xét về tuổi nghề và khả năng hoàn thiện diễn xuất của mình, Triệu Lệ Dĩnh có phần áp đảo Bạch Lộc. Mỹ nhân họ Triệu được ví là nữ hoàng rating của các dự án phim ảnh Hoa ngữ. Những bộ phim cổ trang cô tham gia như Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện đều có lượt view áp đảo. Ngoài ra, cô còn được đánh giá diễn xuất ngày một tiến bộ khi chuyển hướng đóng phim chính kịch như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hay Gió Thổi Bán Hạ đều khá thành công. Nếu so về diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh có thể áp đảo đàn em Bạch Lộc, nhưng về danh tiếng và nhan sắc, Bạch Lộc hiện tại cũng không quá kém cạnh. Có thể ở thời điểm vài năm trước, về danh tiếng, Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn áp đảo đàn em Bạch Lộc, nhưng hiện tại, mỹ nhân 9X này cũng đang được xem là một trong những ngôi sao đang được săn đón hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ. Những dự án cô góp mặt đều được đầu tư khá lớn như Ninh An Như Mộng, Trường Nguyệt Tẩn Minh. Hiện Bạch Lộc còn đang tham gia các dự án khác như Bạch Nguyệt Phạn Tinh. Ngoài ra, cô cũng muốn cải thiện diễn xuất của mình khi chuyển hướng đóng phim chính kịch là Bắc Thượng Đại Thắng với Hoa Gian Lệnh. Cúc Tịnh Y có nguy cơ bị tình mới tranh phiên vị trong phim mới. Sau một ngày đóng máy, đoàn làm phim Thiên Hương đã tung poster chính thức của nam nữ chính. Bên cạnh ảnh hai nhân vật chính, ekip cũng công bố Tống Uy Long và Cúc Tịnh Y xếp theo số nét trong tên họ. Điều này làm cư dân mạng cho rằng cả hai bình phiên trong dự án lần này. Tuy nhiên, một số netizen cho rằng Cúc Tịnh Y nên được vị trí phiên một, bởi so về độ nổi tiếng, mỹ nhân sinh năm 1994 nhỉnh hơn bạn diễn rất nhiều. Hơn nữa vừa qua, cô vừa có dự án vô cùng thành công là Hoa Gian Lệnh, hợp tác cùng Lưu Học Nghĩa. Tại thời điểm công chiếu, nhân vật Thượng Quan Chỉ và Dương Thái Vi do Cúc Tịnh Y đảm nhận, có độ hot không kém đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong phim Giữ Phượng Hành, là một dự án cấp A, song Hoa Gian Lệnh lại chứng minh được độ hút không phải dạng vừa, thậm chí nhiều người còn công nhận đây là một dự án cấp S. Về phần Tống Uy Long, dù có lợi thế về vẻ ngoài và chiều cao, song khả năng diễn xuất của nam diễn viên chưa từng được đánh giá cao. Thêm vào đó, thời gian gần đây cũng không có dự án nào bật lên. Tuy nhiên, fan của anh chàng lại cho rằng Tống Uy Long hoàn toàn có khả năng áp phiên Cúc Tịnh Y, bởi so về thực tích chiếu đài, mỹ nam sinh năm 1999 ăn đứt bạn diễn nữ. Cụ thể, theo bản tổng hợp thực tích chiếu đài, rating CVB của dàn diễn viên lứa 95 được công bố hồi cuối năm 2023. Tống Uy Long có tới 2 bộ phim chiếu đài rating CVB lọt top 5. Đầu tiên là Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, có rating CVB là 1,189, chiếu trên đài Hồ Nam, xếp hạng 3, và hạng 5 là Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc, có rating là 1,138, chiếu trên đài Hồ Nam. Trước khi xảy ra tranh chấp với công ty quản lý, sự nghiệp diễn xuất của Tống Uy Long tương đối thuận lợi. Hầu như phim nào do anh đóng cũng được công chúng đón nhận nhiệt tình. Hiện, cư dân mạng vẫn đang trông đợi quan tuyên chính thức từ đoàn làm phim. Được biết, trước đây, Cúc Tịnh Y và Tống Uy Long đã từng hợp tác với nhau trong phim Thư Sinh Xinh Đẹp vào năm 2019, trong đó Cúc Tịnh Y phiên một. Nói thêm về Thiên Hương, đây là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Hương Dẫn, có tên khác là Thiên Hương Bách Mị, của tác giả Thập Tứ Lan. Bộ phim do Cúc Giác Lượng đảm nhận vai trò đạo diễn. Cho những ai chưa biết, đây là người từng góp phần tạo nên thành công của các bộ phim kinh điển như Anh Hùng Xạ Điêu bản 2003, Thiên Long Bát Bộ bản 2003, Nghịch Thủy Hàn Kiếm và Thủy Hử bản 2011. Đàm Tùng Vận để lộ tình trạng sức khỏe xuống cấp khiến dân tình lo lắng. Mới đây, mạng xã hội xôn xao với chế độ ăn thất thường, thiếu khoa học của Đàm Tùng Vận trong thời gian quay phim mới. Theo đó, thông qua loạt ảnh chụp khoe bữa ăn sau giờ quay phim của mình, có thể thấy cô nàng được nghỉ ngơi dùng bữa khá muộn, thậm chí đồ ăn đã nguội ngắt và có phần cứng lại. Bữa ăn của cô nàng cũng chỉ có mì, đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ. Chính vì thế, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của Đàm Tùng Vận. Ngoài ra, nhiều khán giả cho rằng, lịch trình dày đặc thời gian gần đây khiến nữ thần thanh xuân không có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân. Đàm Tùng Vận là một trong những nữ diễn viên nổi bật của Cbiz. Thành tích phim ảnh của cô nàng luôn nằm trong top đầu dàn diễn viên lứa 90. Trong năm 2023, Đàm Tùng Vận liên tục gây sốt màn ảnh nhỏ với 2 bộ phim truyền hình hiện đại. Ở độ tuổi U40, Đàm Tùng Vận vẫn tự tin đóng các vai nữ sinh cấp 3 nhờ gương mặt tròn, vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Sau Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta,
Đàm Tùng Vận còn được chú ý với nhiều dự án nổi bật là Cẩm Y Chi Hạ, Hướng Gió Mà Đi, Quy Lộ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, gần đây nhất là dự án Em Đẹp Hơn Ánh Sao sắp sửa lên sóng. Không chỉ có diễn xuất tốt, Đàm Tùng Vận còn là một trong những mỹ nhân sở hữu gương mặt ăn gian tuổi cực đỉnh. Chính vì thế, nên dù hợp tác với các đàn em kém tuổi như Lưu Hạo Nhiên, Tống Uy Long, Hứa Khải, thì cô nàng vẫn tạo chem sixty cực đỉnh. Thời gian gần đây, Đàm Tùng Vận vào phim Trường Tiêu Dao, đóng chính cùng Hầu Minh Hạo, phần lớn công chúng đặt kỳ vọng vào dự án mới của Đàm Tùng Vận, đã rất lâu kể từ Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Nữ Thần Thanh Xuân chưa đóng cổ trang. Bên cạnh đó, bạn diễn của Đàm Tùng Vận trong dự án mới cũng thu hút sự chú ý lớn. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.